Lần đầu gặp người yêu qua mạng. Ê, mai tao gặp em ghệ này kiến thức thâm hậu lắm, làm sao để vừa ấn tượng vừa ngầu đây mày? Mày cứ nói tiếng Anh cho tao, nói câu nào cũng chen 2-3 từ tiếng Anh vô, đảm bảo với mày là vừa sang vừa ngầu lòi. Ê, mày đúng là friend tốt của tao á. Ờ, đúng rồi, chắc chắn với mày là em sẽ đổ gục liền. Dạ, em xin lỗi anh, em đến trễ. No có star đâu em. Em feel anh như thế nào? Có hán sầm không? Hả? À? Chắc anh đi du học nước ngoài mới về hả? Em thấy anh hay dùng tiếng Anh á. No no no, anh tự xóa đi đó, cũng bình thường mà. Em thấy anh nói tiếng Anh cũng khá á, mà chữ nào khó anh chuyển sang tiếng Việt. Thôi được rồi, đem khai sáng cho anh. Vô cáp tiếng Anh này học cho em, bảo đảm chăm học 2 tháng đi thể hiện với thiên hạ được rồi. Trong mỗi chủ đề sẽ có một đoạn video ngắn để anh luyện nghe. Mà những đoạn này là thường là những đoạn phim cho nên vừa thực tế lại không buồn ngủ. Đặc biệt trong đây có phần test phát âm của anh nữa, rất phù hợp với mấy người mà phát âm tào lao giống như anh nè. Ê mà em, có chắc học cái app này giỏi thiệt không vậy? Em cũng không biết giỏi thiệt không mà chỉ có cái bằng IELTS 8 chấm thôi à. Thôi anh gán ở loại study đi nha. Goodbye.